các bạn trong cái đợt tập huấn về cái mảng nguồn mở, chương trình bồi dưỡng tài nguyên giáo dục mở, thì tôi được thầy hướng dẫn về cái quay phim màn hình, rồi ghi âm, rồi xử lý ghép lại để chúng ta cho ra một cái file audio video, nó kết hợp cả về quay phim màn hình và có âm thanh luôn. Thì hiện nay là tôi đang xài cái máy của Linux, máy ảo, cho nên là nó có một cái phần ghi âm và âm thanh, nhưng mà tôi chưa có fix lỗi được, là chưa có xài được cái ghi âm ở trong phần Linux, cho nên hiện nay tôi đang xài cái phần ghi âm ở bên ngoài, và tí nữa chúng ta sẽ lấy tệp âm thanh chúng ta ghép lại giữa cái file video chúng ta quay ở trong Linux Ubuntu. Tôi đang xài Ubuntu. Như vậy thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái phần mềm ghi âm. Như vậy, bên cạnh đó tôi sẽ đang sử dụng một cái phần ghi âm khác của Windows để tí nữa tôi sẽ đưa vào kết hợp với lại cái phần video mà tôi quay phim ở trong Ubuntu. Như vậy, để mà sử dụng được cái quay phim trong Ubuntu thì chúng ta sử dụng cái ứng dụng ở đây. Chúng ta sử dụng cái ứng dụng là Kazam. Như vậy, trong phần này nó cũng cho chúng ta là xem thử là chúng ta sẽ quay phim ở cái dạng nào, là full screen hay là bạn chỉ quay phim một cửa sổ nào đó Windows. Bạn muốn quay phim một cái màn hình nhỏ của một ứng dụng, hoặc là bạn sử dụng quay phim một cái cửa sổ, một cái vùng mà chúng ta chọn. Như vậy, tôi sẽ sử dụng cho các bạn demo trước là full screen, và chúng ta chọn ghi lại cả cái hoạt động của chuột, rồi sử dụng âm thanh speaker và sử dụng microphone. Ở phần này, second to way before capturing. Như vậy thì capturing, như vậy thì cái này nó cho chúng ta bao nhiêu giây sau khi chúng ta bấm capture để nó bắt đầu quay phim. Như vậy phần này nó có quan trọng không? Thực ra chúng ta đặt khoảng cỡ 5 giây, 3 đến 5 giây. Bởi vì chúng ta phải chuẩn bị bắt đầu. Nhưng mà thực chất nếu mà chúng ta editor thì chúng ta cũng không cần thiết. Dù có 0 giây hay 10 giây cũng không cần thiết. Như vậy thì tôi chọn ở đây là 3 giây cho nó nhanh. Và tôi chọn capture. Đấy, 1, 2, 3. Và chúng ta đang quay phim màn hình lại. Như vậy thì cái quay phim màn hình này các bạn có thể là sử dụng cái thao tác, ví dụ như là bạn giảng dạy cho sinh viên, hoặc là bạn muốn demo một cái gì đó, thì bạn mở cái cửa sổ màn hình lên và chúng ta sẽ chọn, thì nó sẽ lưu hết tất cả những cái hoạt động của chúng ta ở trong cái phần diễn hoạt của chúng ta trong cái hoạt động của cái Ubuntu. Như vậy thì giả sử tôi đang sử dụng để mà diễn giải cho các bạn và đang sử dụng một cái file dạng trình chiếu PDF. Đấy, như vậy các bạn thấy là tôi đang hoạt cảnh ở đây. Nếu như chúng ta muốn dừng lại, kết thúc cái đoạn video này, thì chúng ta có thể chọn Pause Recording. Như vậy, lúc này là cái cửa sổ của chúng ta không còn được quay phim nữa, mà nó sẽ quay phim khi nào mà chúng ta bắt đầu lại. Như vậy, giả sử tôi không có sử dụng cái này nữa, mà tôi chuyển qua một cái file ở dạng test. Đấy, file ở dạng test. Như vậy thì để bắt đầu lại, hướng dẫn cho các bạn về cái chuyển qua cái ebook, thì giả sử tôi sẽ bắt đầu lại ở đây. Đó, pause. Như vậy nó quay phim lại nè. Đấy, như vậy thì từ lúc này chúng ta có thể là demo bất kỳ một cái gì, nó sẽ cho chúng ta xem thử là chúng ta đang làm với một cái đoạn video khác. Đấy, như vậy các bạn thấy là tôi đang demo cho các bạn một cái đoạn quay phim. Ví dụ ở đây
Tiêu đề một. À, tôi đang hướng dẫn thêm cho các bạn một cái ứng dụng nữa là các bạn sẽ làm ra một cái sản phẩm ePub. Rồi tiếp xuống, giả sử tôi chọn ở đây là tiêu đề 2, nội dung. Và tôi chọn ở đây là tiêu đề 2. Rồi sau khi mà chúng ta sử dụng cái này rồi, thiếu chữ dung rồi sao? Nội dung. Rồi sau khi chúng ta chọn cái này là heading 2 thì chúng ta sẽ, sorry, vì dính chuột, nội dung. Chuyện gì đây này? Rồi chúng ta chọn cái này là heading 2. Rồi sau khi mà các bạn chọn xong cái bước 1 này rồi thì chúng ta vào đây. Đấy, các bạn đánh cái title bài thực hành 2, ví dụ thế. Bài thực hành 3 đi. Rồi tác giả thì tôi sẽ để tên. What happened? Trần Quang Bình. Ngôn ngữ. Bạn chọn chữ V mình đã lên Việt Nam Mi, và cái public date các bạn chọn là 2019. No cover tức là cái trang, cái hình ảnh đầu tiên bạn có thể dùng cái hình ảnh này để mà làm cho cái cover, tức là cái trang bìa của mình. Rồi ở đây chúng ta sẽ ví dụ là hướng dẫn quay phim màn hình. Rồi ok, sau khi mà chúng ta hoàn thành bước này rồi thì các bạn chọn ok. Đấy, vậy là chúng ta đã có được cái phần thứ hai. Để public ra thì các bạn chọn cái write to ebook. Oh sorry, chúng ta phải save trước đã. Chúng ta phải save cái này trước. Save. Ok. Rồi nội dung của chúng ta đã được save. Lúc này các bạn thấy là nếu mà chúng ta chưa save thì nó không cho. Bây giờ chúng ta làm lại nhé. Rồi, ok. Tốt rồi. Chuyện gì đây nào? Rồi ok, do lúc này chúng ta chưa xây cho nên là nó đã mất cái thông tin của chúng ta, vậy chúng ta sẽ làm lại phần này. Bài thực hành 3. Vietnamese hai không mười chín. Hướng dẫn quay phim
màn hình trong Ubuntu. Ok, rồi chúng ta đã xong. Chúng ta có thể xem được là cái phần giới thiệu của cái Writer to ebook là chúng ta sẽ làm những gì. Các bạn có thể đọc thêm ở đây. Và cái mà chúng ta có thể xuất cái file này thành cái file dạng ebook thì các bạn chọn OK. Máy của tôi nó chạy hơi chậm cho nên là các bạn đợi tí xíu nha. Rồi như vậy các bạn đã xong cái phần chuyển cái file ra ebook và chúng ta sẽ xem cái sản phẩm mà chúng ta đã hoàn thành như thế nào. Đây, các bạn thấy là cái sản phẩm của mình đã hoàn thành ở đây. Và chúng ta sẽ mở lên xem cái nội dung mà chúng ta đã làm lúc nãy, tiêu đề 1. Đó, nội dung. Rồi tiêu đề 2, vân vân, đó hình ảnh. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái việc là sử dụng cái phần mềm để mà chuyển cái file đọc bình thường của chúng ta thành cái EPUB. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái phần quay phim ở đây. Như vậy thì sau khi kết thúc phần quay phim, tôi sẽ chuyển cái file audio mà lúc nãy chúng ta đã làm quay ở bên ngoài Windows. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết hợp vào cái phần âm thanh và cái file của chúng ta, file quay phim của chúng ta lúc nãy. Như vậy tôi sẽ xem thử cái phần audio này của chúng ta nó nằm ở đâu. Và tôi sẽ chuyển vào. Đấy, như vậy các bạn thấy là cái file của chúng ta ở đây. View, ok, detail, date, ok. Như vậy chúng ta sẽ sắp xếp theo cái thời gian để chúng ta biết là cái file nào là mới nhất. Như vậy cái file này là record 3. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái ứng dụng khác để tôi chuyển cái file này vào cho các bạn thấy là mình sẽ kết hợp cho nó dễ dàng. Hoặc là nếu như các bạn dùng VMware, các bạn có thể là kéo thả trực tiếp cái file này vào cái thư mục của chúng ta. Ví dụ tôi bỏ ngay vô cái thư mục Home Widget. Vậy cái report 3. Rồi, ok, để chuyển bằng Zalo đi. Rồi chúng ta có thể chuyển bằng Zalo. Tôi sẽ mở Zalo lên và chúng ta sẽ chuyển qua bằng Zalo nhé. Chị Trang thấy rồi nhé. Dạ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chuyển cái file audio này vào Zalo và qua bên kia chúng ta sẽ lấy lại. Ok, các bạn đợi tí xíu nhé, 16 MB. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta qua Ubuntu, chúng ta có thể là cũng mở Zalo ra. Và các bạn sẽ vào lấy cái file đấy.
Nếu như vậy các bạn thấy là chúng ta sử dụng cái video này của tôi, các bạn đã học được rất là nhiều thứ, kể cả cái truyền file qua Zalo như thế nào. Rồi vào đây các bạn có thể tải cái file đó về. Đợi tí cho nó load lại. Đây, record. Tôi không biết là trong Ubuntu nó có đọc được cái này không, rồi chúng ta cứ tải xuống trước đây. Nó sẽ nằm ở đâu đây? Document. Music. Who? Download. Đây, vào đây. Chưa thấy nó download gì. Oh, ok, bây giờ nó mới download nè. Rồi. Đây, giờ chúng ta đã có rồi. Như vậy thì cái đầu tiên là các bạn đã có cái file audio. Thứ hai là chúng ta có cái file video. Chúng ta xem thử là chúng ta sẽ lúc nãy quay phim ở đâu. 12:41. Chúng ta phải save cái này lại đã. Quên một bước. Các bạn sau khi các bạn stop ở đây thì các bạn phải save lại ở trong cái phần video luôn nhé. Ok, như vậy chúng ta hoàn thành cái phần casa. Rồi xem lại cái phần của chúng ta. Đây. Mới vừa quay xong. Đây, các bạn thấy là tôi quay bắt đầu từ đây. Rồi, ok. Rồi, quay trở lại, chúng ta sẽ dùng cái phần mềm để ghép cả cái này là quay ghi âm nè. Nhưng mà lúc nãy là cái máy Ubuntu không có ghi âm được, cho nên tôi bỏ qua phần này. Còn nếu như các bạn sử dụng ghi âm thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm là Audacity. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghép hai cái video và audio lại. Video tôi sẽ chọn thêm thì tôi có thể thêm record. Ok, một cái rồi tôi thêm một cái nữa là video 12:41. Rồi audio, ok, như vậy cả hai chúng ta đã có ở đây. Kéo xuống nhé. Đấy. Vậy thì thực ra là nếu như mà cái Ubuntu của các bạn nghe được âm thanh á, thì có thể tại vì tôi quay phim màn hình ở trong Ubuntu mà ghi âm lại ở trên Windows, cho nên là có thể nó sẽ lệch về âm thanh á. Thì các bạn khi mà nghe được thì các bạn sẽ điều chỉnh rồi các bạn có thể chọn cắt. Được chưa nào? Vậy chúng ta có thể chỉnh sửa ở trong này. Rồi chúng ta sẽ thử xem thử là chúng ta chạy nó như thế nào. Đấy. Các bạn thấy là nó đang phim nó đang chạy nè. Nó sẽ đưa ra cái file mà lúc nãy tôi quay ở trong Ubuntu. Rồi tạm thời chúng ta sẽ chấp nhận như thế.
và tôi chọn là save project. Ok, các bạn sẽ save ở dạng nào? Nó lưu ở trên desktop một cái dự án, tôi giả sử như là bài tập 3. Save. Xbox video. Bây giờ các bạn phải xuất ra cái dạng này để mà chúng ta mới có thể là public được. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta lấy cùng tên luôn và Xbox folder ở trên desktop. Ok, các bạn có thể là chọn cái dạng để mà các bạn đưa cái phim mình ra. Chọn cái dạng. Giả sử tôi chọn là ở trên thiết bị và chất lượng là HD 720. Chất lượng ok, chọn chất lượng cao. Wow, hơi bị lâu. Trong cái quá trình này thì nó sẽ export ra hơi lâu. Thì lúc nãy tôi làm cái phim này nó cũng hơi dài, đây là các bạn đợi tí xíu. Rồi sau khi mà các bạn đã export xong thì chúng ta sẽ lưu ở trong desktop bài 3 project 24 và chúng ta xem lại. Còn nếu mà ví dụ mình làm desktop, một mình dùng bằng cả RAM mình ghi là bài 3 24 vừa thiếu chuyện ấy là không. Ok, như vậy là chúng ta đã xuất phim xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạm thời kết thúc cái video hướng dẫn của tôi ở đây. Chào tạm biệt, chúc các bạn thành công.